Trà hoa ngũ cốc là gì? Trà hoa ngũ cốc được ví như một loại trà thanh nhiệt đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ. Trà hoa ngũ cốc có nhiều các công thức khác nhau, tuy nhiên các thành phần đều tự nhiên, an toàn và lành tính với sức khỏe người dùng. Hương vị và tác dụng của trà hoa sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các thành phần trà, thành phần trà hoa ngũ cốc tuyệt vời nhất khi có sự kết hợp của ngũ cốc gạo lứt đỏ huyết rồng, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, thảo quyết minh, thảo dược hoa nhài hoa hòe cỏ ngọt hoa hồng trên thực tế các thành phần của trà hoa ngũ cốc không cố định mà có thể ít hoặc nhiều hơn các thành phần kể trên song tác dụng của trà hoa ngũ cốc không đổi ví dụ như nhiều cỏ ngọt sẽ tăng vị ngọt của trà nhiều hoa nhài sẽ làm trà thơm hơn ngoài ra hoa nhài còn giúp bạn dễ ngủ hơn trà hoa ngũ cốc có tác dụng gì trà hoa ngũ cốc có tác dụng gì là thắc mắc của bất cứ ai khi tìm hiểu về sản phẩm này Tác dụng của trà hoa ngũ cốc sẽ trung hòa tác dụng từ các thành phần tạo nên nó, ví dụ, gạo nứt đỏ huyết rồng. Phòng và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ngăn ngừa thoái hóa khớp và loãng xương, giúp chắc xương cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó còn giúp giảm cholesterol trong máu, giảm nguy cơ béo phì, thành phần ngũ cốc của trà hoa ngũ cốc. Đậu đen xanh lòng, bổ gan thận, điều hòa huyết áp, tốt cho người bệnh tiểu đường, giảm cân an toàn và giúp tăng cường chức năng tiêu hóa đậu đỏ, điều hòa lượng đường trong máu, giúp hệ tim mạch luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa ung thư. Cải thiện tiêu hóa, giúp thanh lọc và giải độc cơ thể, giúp đẹp da cho cả nam và nữ, thảo quyết minh. Cũng thuộc họ đậu giúp bổ thận và nhuận tràng, thảo quyết minh rất tốt cho người mắt yếu. Thường xuyên nhức đầu và cao huyết áp, khi kết hợp với các loại thảo dược khác còn giúp chữa bệnh tràm và hắc lào. Hoa nhài, công dụng của hoa nhài không cần phải bàn cãi quá nhiều, đây là loại hoa được dùng pha trà rất nổi tiếng với nhiều công dụng như an thần thanh lọc cơ thể, ổn định đường huyết và giúp quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn. Thành phần hoa trong trà hoa ngũ cốc, hoa hòe, hoa hòe tốt cho xương khớp giúp giảm viêm đau, tốt cho tim mạch và những người bị cao huyết áp. Hoa hòe được dùng nhiều để hỗ trợ điều trị các bệnh xuất huyết, đây là được xem là kẻ thù của bệnh trĩ. Cỏ ngọt, thảo dược quen thuộc và bổ dưỡng này cũng là một trong các thành phần của trà hoa ngũ cốc. Với các công dụng nổi tiếng như có khả năng tạo độ ngọt mà không sản sinh calo, tốt cho người muốn giảm cân hoặc bị tiểu đường nhưng muốn ăn ngọt. Hoa hồng không chỉ là loại hoa trang trí, hoa hồng giúp làm đẹp da, chữa mụn nhọt các bệnh viêm da, thậm chí giúp điều hòa kinh nguyệt. Các thành phần này sau khi được tuyển chọn, sấy khô và trộn với nhau theo một công thức nhất định. Vì vậy nếu tìm hiểu kỹ về công thức trà hoa ngũ cốc bạn có thể tự tay chuẩn bị cho mình một bình trà hoa ngũ cốc bổ dưỡng thành phần trà hoa ngũ cốc đều tự nhiên như vậy với những thành phần kể trên trà hoa ngũ cốc có tác dụng gì sẽ được tổng hợp ngay dưới đây thanh nhiệt giải độc cho cơ thể giúp đầu óc luôn tập trung và tỉnh táo hỗ trợ người bị mất ngủ kinh niên giúp ngủ ngon và sâu giấc ngăn ngừa sự lây lan của tế bào ung thư và phòng chống các bệnh ung thư nguy hiểm bảo vệ gan khỏi các tác động xấu giúp thảo độc gan cho người thường xuyên sử dụng bia rượu Giảm cân an toàn, ổn định mỡ máu, giảm cholesterol và kiểm soát cân nặng tốt hơn, tăng tuần hoàn máu tốt cho hệ tim mạch. Sản phẩm tuyệt vời giúp lợi sữa cho phụ nữ sau sinh, bổ sung nguồn dưỡng chất cần thiết. Trên đây là các công dụng cơ bản, như đã nói ở trên trà hoa ngũ cốc có tác dụng gì phụ thuộc vào thành phần của nó. Tùy vào từng loại khác nhau mà công dụng sẽ thay đổi và giá cả cũng khác nhau, nên trước khi mua cần chú ý đến các thành phần của trà nhé. Trà hoa ngũ cốc có nhiều tác dụng với người dùng, cách sử dụng trà hoa ngũ cốc, trà hoa ngũ cốc có tác dụng gì đến đây hẳn ai cũng đã biết. Nhưng sử dụng thế nào để phát huy hết các tác dụng đó mới khó, thông thường mọi người đều cho rằng đã là trà đều pha như trà xanh. Trà thái nguyên, song nếu làm không đúng cách vô tình khiến các dưỡng chất của trà không được thúc ra hết. Khi đó dùng bao nhiêu lâu cũng sẽ không đem lại hiệu quả, cách hãm trà hoa ngũ cốc như sau, bước 1 cho 2,3 thìa trà vào bình hoặc cốc. Bước 2, tráng qua trà một lượt bằng nước sôi để loại bỏ tạo chất hoặc bụi bám bên ngoài. Không sử dụng lại nước đã tráng này. Bước 3, thêm 0,5 l đến 1 l nước sôi vào bình hoặc cốc. Tùy sở thích uống đặc hay loãng để căn chỉnh lượng nước phù hợp. Bước 4, đợi trà 10 đến 15 phút là dùng được. Trà hoa ngũ cốc an toàn và lành tính, một bình trà có thể hãm 2, 3 lần khi thấy màu và vị trà nhạt thì thôi. Trà hoa ngũ cốc có thể dùng thay nước lọc hàng ngày, nhưng tuyệt đối không dùng qua đêm nhé. Xem thêm trà hoa ngũ cốc giá bao nhiêu, cách sử dụng trà hoa ngũ cốc, một số lưu ý khi pha trà hoa ngũ cốc đúng cách đảm bảo thu được lượng dưỡng chất tốt nhất. Không pha trà bằng bình hay cốc nhựa hoặc các loại sản phẩm bằng hợp kim tránh khi đổ nước nóng hãm trà sẽ bị thúc ra các mùi rất khó chịu. Bảo quản trà ở những nơi khô ráo và thoáng mát, khi thấy trà có hiện tượng mốc hoặc không còn mùi thơm nên ngừng sử dụng trà hoa ngũ cốc có tác dụng gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng chữa bệnh mà chỉ hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh thôi còn với người sức khỏe bình thường thì sử dụng trà hoa ngũ cốc để tăng cường sức khỏe hơn do vậy không nên hiểu trà hoa ngũ cốc là thuốc chữa bệnh trà hoa ngũ cốc có thành phần từ thiên nhiên nên an toàn trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng được đối với người bị dị ứng với các thành phần thuốc hay đang mang thai nên cân nhắc ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để an toàn nhất